Năm 2010, khu neo đậu tàu cá An Hòa ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng với mục đích làm nơi neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền. Tuy nhiên, nhiều năm qua, các hộ dân ở Tam Quang đã chiếm dụng mặt nước làm các bè nuôi thủy sản. Ghi nhận tại hiện trường, khu vực mặt nước của khu neo đậu tàu cá An Hòa có khoảng 30 lồng bè nuôi thủy sản. Các lồng bè này được chằng néo sát trụ neo, chiếm dụng vị trí neo đậu nên mỗi khi ra vào, các tàu cá phải di chuyển chậm để tránh các lồng bè. Đặc biệt, sau khi khai thác hầu, người dân lại đổ vỏ ngay tại âu thuyền, gây ô nhiễm môi trường. Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ lồng bè. Tuy nhiên, các đợt vận động này chỉ là tạm thời, vì sau đó các hộ dân nuôi trồng thủy sản lại tái diễn việc chiếm dụng mặt nước của khu neo đậu. Đối với địa phương thì cũng chưa làm được triệt để vấn đề này, chưa giải được dứt điểm về cái chỗ các lồng bè ở chỗ neo đậu để sau này cái nơi tránh bão nó an toàn cho tàu thuyền, đảm bảo cho việc mà tàu thuyền nó an tâm nó vô. Thì cái nơi thì đối với chính quyền thì chắc lẽ cũng ghi nhận rồi sau này tiếp tục làm tốt hơn. Địa phương cũng đã có cái quy hoạch chung cho cái việc đó là nuôi lồng bè trên sông, trên biển cho các cái hộ dân ở các cái vùng xã ven biển để phục vụ trong việc phát triển cái đời sống. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tính toán rà soát lại các cái hộ dân này để nghiên cứu, để cùng với các địa phương, cùng với hộ dân để vận động người dân đi về những cái nơi mà chúng ta có quy hoạch để cái vấn đề nuôi trồng để tiếp tục phục vụ vấn đề cái sinh kế, cái phát triển người dân ở miền biển. Việc đưa sang khu quy hoạch ở xã Tam Hải thì người dân cho rằng xa nhà, khó bảo vệ được tài sản nuôi trồng.